GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Top thắng tuần và to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Dẫn Kiếm 3D Mobile nha anh em. Đây là con game Dẫn Kiếm 3D Mobile nha. Thì con này sẽ chính thức open server 3 nha anh em. Và lúc 19 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Đó, 7 giờ tối ngày mai chính thức open server 3 nha anh em. Thì mấy anh em có thể tải cái con này tại cái đường link là Dẫn Kiếm 3D.full nha. Đây. Thì con này hiện tại thì chưa có iOS nha anh em, chỉ có Android thôi. Thì mấy anh em có thể tải game trực tiếp tại đây nha anh em. Thì ở đây nó có link fanpage luôn rồi anh em. Anh em có thể vào fanpage luôn ha. Gift code ha, thì mấy anh em sẽ nhập gift ở đây, gift code ở đây nha anh em. Và ở đây là nạp xu nha anh em. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em bộ code tân thủ nha. Đấy, tặng cho mấy anh em bộ code tân thủ. Khi mấy anh em tạo nhân vật vào game á, thì mấy anh em sẽ nhận được ngay là VIP 8 nha. Và 100k kim ngân bảo nha anh em. Và 10.000 linh ngọc nha. Sau đó mấy anh em nhập cái gift code vào thì mấy anh em sẽ nhận thêm những phần quà tân thủ như là level 130 nha. Đấy, thêm cho mấy anh em là 150k linh ngọc luôn nha. 500k kim ngân bảo nha. Và 3 triệu đồng nha anh em. Đó, rất nhiều phần quà cho mấy anh em nha. 600 tọa kỵ tiến giải ha, 400 sĩ bằng tiến giải ha, 300 diện cụ tiến giải luôn nha, 300 kỳ lân tiến giải luôn, đó rất là nhiều luôn, để cho anh em up nha. Ngoài ra thì anh em có thể tham gia cái sự kiện live xe nha. Đấy, thì cô đi live xe sẽ được là 50k linh ngọc nha anh em. Và 5 gương đá thần level 5 ngẫu nhiên luôn nha anh em. Đấy, anh em làm đầy đủ tất cả các bước nha anh em. Đó, anh em gửi về thì anh em sẽ nhận được cô đi VIP nha anh em, cô đi live xe. Rồi, ok ha. Thì con này sẽ khuyến mãi cho mấy anh em là 80% thẻ nạp nha. Cho mấy anh em là nạp bằng ATM, Momo. Và 50% với mấy anh em nào nạp bằng thẻ cào nha anh em. Đấy, ok ha. Thì đây anh em có thể tải cái link trực tiếp tại đây cũng được. Hoặc là anh em vào group Zalo thảo luận ha. Rồi anh em nhập cô đi. Ở đây có những cái link cho anh em trực tiếp luôn nha anh em. Hoặc anh em có thể lên trang chủ cũng được. Rất là đơn giản ha. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nha. Server 3 nha anh em. Server 3 sẽ chính thức open vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Tức là 7 giờ tối ngày mai nha anh em. Đó, anh em nhớ vào chơi cho nóng nha anh em. Con game rất là đặc biệt nha. Rồi đây là phần game nha anh em. Game đã được duyệt quá hoàn toàn nha anh em. Con game 3D rất là mượt mà, rất là ok luôn nha anh em. Rất đẹp nha. Thì con này mấy anh em có thể chỉnh cái chế độ 2.5D hoặc là 3D nha anh em. Để cho anh em dễ nhìn ha. Đó, rất là đơn giản nha anh em. Thì sau khi mấy anh em nhập hết những cái code vào thì mấy anh em nhận những phần quà của mình nha. Rồi sau đó thì mấy anh em sẽ up lực chiến xong rồi chiến nha anh em. Đó, ok nha. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nha, server 3 nha, server 3 chính thức open vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Đấy, anh em nhớ vào chơi nha. Thì phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.